Hôm nay thì cũng có một cái vị khách rất là đặc biệt ở trong chương trình. Với gần 30 năm trong ngành nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tôi đã chứng kiến rất nhiều nông dân của chúng ta khi trồng tiêu mà bị nhiễm cái bệnh chết nhanh, chết chậm hay là bệnh xì mù của cái cây sầu riêng. Là cái đề tài sản xuất các chế phẩm sinh học bacte phòng trừ tuyến trùng và các nấm bệnh cho cây trồng. Đây là một cái sản phẩm đầu tiên trên thị trường vừa phòng trừ được sâu và vừa phòng trừ được bệnh. Anh mà đang ngồi kế bên Digo đây thì anh Phúc Nguyên. Thì cái lần đó thì Digo có lướt TikTok và thấy anh Nguyên, lúc đó anh cũng có làm TikTok, anh nói về sầu riêng. Thật ra thì thấy cái cách của anh khi mà anh trình bày, anh diễn đạt thì thấy cái kiểu của anh này nó hơi lạ so với người bình thường. Cái cách, ví dụ ngày xưa tôi nhớ ấn tượng nhất là chỗ anh Nguyên nói về cái phương án về chặn đọt của Việt Nam, nó hơi khác với cái phương án chặn đọt của Thái Lan. Anh có đưa ra rất là nhiều cái phương án trái chiều thì mình thấy có ấn tượng về anh Nguyên. Chứ còn thật ra thì Digo nói với các bạn thì tôi lướt TikTok cũng khá nhiều và hầu như là tôi cũng ít khi nào tôi kết nối với mấy bạn ở trên TikTok lắm. Thì sau đó thì cũng trò chuyện một hơi đâu cũng khoảng vài ngày đó, thì anh Nguyên mới nói là anh cũng có cái này hay này Digo. Cái gì hay anh? cái chế phẩm sinh học đúng không? Thì anh Phúc Nguyên thì cũng giới thiệu với các bạn, thì ảnh là giám đốc bên công ty Tiplo Malai, chủ cũng như là người đeo đuổi 15 năm trời để làm ra một cái siêu phẩm mà hổng gài anh em mua của Điện Câu đó. Nhưng mà tôi nói trước là hàng của Điện Câu anh Nguyên làm cũng đặc biệt đó nha. Cái Bacter Sisa 98, sản phẩm rất đặc biệt. Anh Nguyên nhớ lại cái thời mà anh em mình kết nối là lúc đó cái chai Bacter Sisa nó bị lớn mà. À, cái chai 100ml. À, đúng rồi, hồi đó có chai 100ml nữa. Cái chai nó có chút xíu rồi các bạn. Chai và lúc đó cái chai có chút xíu, ông nói tôi là nhiêu? Phi. Phi. Ông nói tôi Phi, nó nói trời ơi cái chai này nhỏ xíu mà Phi thấm tháp vậy anh Nguyên ơi. Thì ông nói giờ mày nói không thấm tháp thôi mày thử đi, phải không? Lúc đó thì Điện Câu bắt đầu đem cái Bacter Sisa mà chai nhỏ xíu 100ml về. Mà nếu như tất cả các bạn ngồi đây xem clip mà có làm mua hàng của Điện Câu đó thì mình nghĩ là các bạn biết cái chai 100ml đó, tại vì lúc đó anh Nguyên gửi về rất là nhiều cái chai 100ml đó và tôi tặng cho các bạn khá là nhiều. Tôi thử sầu riêng, tôi thử mít, tôi thử hành, tôi thử dưa hấu, rồi lúc đó tôi thử luôn mấy cây bắp cải nữa. Một cái kết quả bất ngờ là tôi mới thử xong cái mấy bạn nói anh ơi sao em mới tứ đâu có ngày bữa nay em thấy cây nó tỉnh anh. Thì lúc đó thì cái Bacter Sisa thì nó không có nổi giống như kiểu như bây giờ. Cái Bacter Sisa bây giờ thì tại vì có sắp tăng. Đúng rồi. Thực ra cái chai 100ml là mình mất hết 6 năm mới làm ra được nó đó. Chai 100ml mà pha 200 lít nước mới là khó đó. Chứ còn cái chai nửa lít mà pha 200 lít nước hay là nửa lít pha bao nhiêu cũng dễ. Thì thực ra là đó là một cái công nghệ cô đặc khá đặc biệt. Mất 3 năm nghiên cứu và cũng rất rất là nhiều tiền đó. Cô đặt xong cái giờ cho giảng lại. Bây giờ là giảng lại. Tại vì tâm lý mới thấy cầm cái chai 100ml mà trăm mấy chục ngàn mắc quá. Thì thực ra ý tưởng ban đầu là mình muốn cô đặt nó lại để giảm chi phí vận chuyển cho bà con. Cái câu hỏi mà mình nghĩ là khi mà anh em xem cái clip này của Điền Câu và chỗ anh Phúc Nguyên á, thì mình nghĩ cái câu hỏi lớn á, và tôi thấy mấy bạn đặt câu hỏi tôi cũng nhiều lắm. Hàng Việt Nam hả? Thì Điền Câu mới trả lời á, là đúng, não á, thì của Việt Nam, chất xám á, thì của Việt Nam, nhưng mà cái kiểu mà phụ liệu phụ gia muối mắm đường bột ngọt á, thì nó tôi nói nhập Mỹ với Hàn. Sao anh Nguyên nói đúng không? Thì như vậy này, cái thành phần chính mà hiệu quả nhất cái sản phẩm mà Bacter Sisa đó là từ quế. Thì quế là của Việt Nam, mà mình Việt Nam mình có nhiều quế, nó có trồng nhiều nơi, nhưng mà mình sử dụng là quế Trà My. Dược tính của nó cao thì mình làm từ quế Trà My. Ngoài ra cái phù gia thì cái mà để làm cho ổn định cái sản phẩm, như hôm trước lên Sắc Tăng, Sắc Bình có hỏi là cái nhược điểm của sản phẩm mình là gì đối với các sản phẩm mà chiết xuất từ thảo mộc, như cái của mình chiết xuất từ quế á, thì thứ nhất là tính ổn định nó chưa có cao và nó dễ bị bay hơi cũng như phân hủy. Thì khắc phục cái đó mình dùng một cái chất mang, thì chất mang của mình là cái kitosan. Nó tạo ra một cái màng sinh học để tạo sự ổn định. Đúng rồi. Và cái kitosan của mình thì hiện tại là khá đặc biệt, là vì mình dùng nhiều loại khác nhau. Một cái của Hàn Quốc nó có một cái tính năng khác, một cái của Mỹ nó có tính năng khác, và một cái của Việt Nam mình nó cũng có tính năng khác. Thì có một cái này nữa em hỏi nhạy cảm thôi. Tại vì em thì cái kênh hầu như em bán hàng hiện nay thì kênh gần như chủ lực là 100% online. Thì khách hàng của em thì cũng nói chung là hầu như 60 mấy tỉnh thành em bán cũng giáp hết trơn rồi. Và chỉ có những cái số tỉnh ví dụ như ở phi dược mà giáp ở bên Trung Quốc thì xa quá, đôi khi là
những cái khách đó muốn kết nối với em thì em phải có một số điều kiện thì họ mới kết nối được. Còn đa phần thì hầu như tỉnh là em cũng bán hết. Trước khi mà anh Nguyên kết nối với Điền Gâu đó thì chắc lẽ là anh cũng có nhiều câu hỏi đặt cho Điền Gâu lắm. Ví dụ như thằng này nó có thật không? Thằng này tâm tính nó có tốt hay không? Thằng này nó có lên, nó live stream nó có nổ hay không? Và hàng hóa nó có được hay không? Thì không biết là sau một thời gian mà anh làm ăn với Điền Gâu đó thì anh thấy thật sự Điền Gâu thế nào? Ở ngoài đời và trên live. Cái mà mình tại sao mình quyết định và muốn được hợp tác với bên Điền Gâu thì kinh doanh thì ai chẳng muốn lời, đúng không? Kinh doanh thì phải có lời, nhưng mà mình cũng phải là lời bất chấp, làm những cái sản phẩm có tâm, có cái định hướng lâu dài. Nói nôm na là không có chơi kiểu ăn sổi. Đặc biệt nữa là Điền cũng là dân kỹ thuật. Mà dân kỹ thuật gặp nhau nói nó dễ lắm. Giống như mình cũng bao nhiêu năm nghiên cứu cái này, cho nên khi mà anh em kỹ thuật gặp nhau thì cần hỏi là thành phần cơ chế tác động nó hiệu quả như thế nào. Sau đó về mình dùng trải nghiệm. Nhiều người nói ôi xài tốt hay xấu. Thực ra là tốt hay xấu là do cảm tính. Mà khi chúng ta thương á, tốt 5 mình cho là tốt. Mà khi mình chưa thương với chưa yêu á, thì tốt 7 thì mình cho là chưa tốt. Thì ông bà mình có nói rồi, khi thương thì trái ấu còn tròn, mà khi ghét là trái vào hòn còn méo mà. Yeah. Mình nhớ mình có nói với Điền Râu là khi mình đưa cái sản phẩm ra thì mình nói khách hàng là dùng trải nghiệm cái hiệu quả nó như thế nào. Tại vì tốt xấu là phải có số liệu. Ví dụ như tại sao mình lấy cái tên là Bắc Te Sisa 98 là để mà diệt được 98% tuyến trùng. Thì để mà có cái số liệu đó là phải làm phòng thí nghiệm rất là lâu, là phải đo. Sau khi đo được phòng thí nghiệm rồi, tức là phải đếm. Đầu tiên là phải nuôi cái tuyến trùng nha, xong rồi phải lấy nó ra, xác định số lượng mật độ của nó. Nói chung là làm từ phòng thí nghiệm, sau đó đem ra ngoài thực tế test tiếp. Đúng rồi, 3 bước. Bước 1 là mình sẽ test trên phòng thí nghiệm. Bước 2 là vườn ươm. Bước 3 là ra thực tế ngoài đồng ruộng. Đấy là mình cũng làm y chang như vậy. Cho nên nó mới có được cái số liệu thật, số liệu chính xác như vậy. Thì lúc đó mới xác định là hiệu lực như thế nào, hiệu quả như thế nào, bao nhiêu phần trăm là nó có số liệu. Còn tốt xấu là cảm tính. Thì khi chúng ta cảm thấy tin tưởng, chúng ta cảm thấy yên tâm. Ví dụ yên tâm với sản phẩm của Điền Râu, bán sản phẩm chất lượng, yên tâm Điền Râu tốt thì nó phải có cái cảm nhận anh ha. Đúng rồi, nó phải có cái cảm nhận. Cho Điền Râu ngồi đây và Điền Râu khoe và quảng cáo khoảng phút thôi. Đầu tiên thì cái dòng mà Buster Sisa 98 này thì tất cả những về ý tưởng thiết kế nhãn mác là do ý tưởng từ Điền Râu hết. Và trong ý tưởng thiết kế này anh em có thể thấy là tôi cái làm cái gì tôi cũng phải có ý tứ từ ban đầu hết. Và tại sao tôi lại quyết định quánh một cái tông vàng đậm như thế này? Trên logo của tôi là chữ là Mr. Điền Râu và nó có vương miện luôn các bạn. Em có để chỗ này không biết anh Nguyên có để ý không? Siêu màn đặc biệt quá. Đúng rồi. Có nghĩa là em làm cái gì đó thì nó phải có gì nó khác biệt lắm. Và nó phải rất khác biệt so với những phần còn lại nữa thì em mới làm. Anh em nhìn lại màn hình thì có cái dòng này. Cái dòng này thì Điền Râu cũng đang dự định tung ra đây. Nhưng mà anh biết là hổng gầy Điền Râu cũng ngồi suy nghĩ cũng mấy tháng nay đó. Em làm cái gì đó em có ý tứ đó. Anh em thấy trên màn hình là cái Buster Sisa 98 mấy nhãn sinh dương nhưng mà plus. Phải không? Mà sao tại sao hổng gầy hoài luôn mà không thấy Điền để tung ra mẫu. Thì bên này sẵn ở trên cái clip này em hỏi anh luôn. Để anh hỏi khỏi cần phải chuẩn bị gì trước ạ. Nha. Đầu tiên thì muốn một cái phân khúc sản phẩm đó khi mà nó ra đời thì em phải định vị được là cái chiến lược và cái đường đi của nó và cái phân khúc nào quánh vào cây trồng và nó phải bán được hàng cho anh cái. Và thứ hai là phải hợp với nhu cầu của nông dân, cái giá tiền nó phải hợp với nhu cầu của nông dân, đó là cái hướng thứ hai. Và thứ ba đó là nó phải độc đáo so với cái còn lại. Chứ còn bây giờ nếu như em làm một cái gì đó mà nó tương tự như cái này rồi thì không phải là em. Ví dụ anh đưa hổng gầy rất là nhiều mẫu, rất là nhiều cái đồng độ khác nhau để em test. Ví dụ như phân khúc về cái cặp Buster Sisa và cái Oligo Chitosan mà Điền Râu hổng gầy đang kinh doanh đó, thì bây giờ cái cặp đó là hổng gầy em cho gì, em cho tứ tuyến trùng, em quất luôn cái vụ là em lấy cái cặp đó em cho phun, rồi xong thì em phun ở nhiều cái đồng độ khác nhau nữa chứ không phải là duy nhất là cái đồng độ là 400 lít. Hổng gầy em chưa làm clip công bố nhưng mà em chơi chiêu là em pha, em quét đậm đặc, em quét đậm đặc, ví dụ như là xì mũ à, em có xì mũ hay là quét gông điêu các kiểu em chơi, ví dụ như có số nào thích đậm đặc mà không ảnh hưởng tới cây, không có mỏng da cây thì em dùng em quét đậm đặc. Như vậy thì gần như tất cả các phân khúc mà em đang nói với anh đó nó đã đủ ở trong chai này hết trơn rồi. Thấy không? Mà bây giờ nếu mà em làm một cái phiên bản mà nó special hơn, nó đặc biệt hơn á, thì em có cái ý tưởng này cho anh, đó là anh làm cho em chai xị thôi. Anh phải đáp ứng được cho em là trái sầu riêng nó đang thúi, em quánh một cái phốc lên trái sầu riêng là 2 ngày nó phải khô luôn à. Thì bởi vì như vậy này, để mà mình hiệu quả một cái sản phẩm hay là một cái bệnh thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân của nó từ đâu ra. Ví dụ như cái trái sầu riêng nó bị thối cái đít, đúng không? Thì nguyên nhân của thối đít là do cái nấm Phytophthora. Cái nấm này với nấm xì mù là giống nhau. Nhưng mà em nói rồi đó nghe, em đã từng dùng nó để em tăng liều rồi đó nghe. Không có sao. Thì thực ra là như vậy, mỗi sản phẩm á, cái thành phần các bạn thấy là ở phía sau cái thành phần nó có khác nhau xí.
mặc dù một chút xíu đó thôi nhưng mà là một câu chuyện dài. Đúng rồi. Thì bây giờ bữa nay thì nếu mà anh em còn ở đây coi thì thôi, tôi sẵn tôi bật mí thêm, sắp tới chắc cũng sẽ làm thêm một cái phiên bản Chitosan, Oligo Chitosan đơn nữa để phối với cây đặc biệt đó luôn, nghĩa là em sẽ quánh couple double, nghĩa là quánh double luôn, quánh là cho nó siêu mạnh luôn đó. Và cái phân khúc em hướng tới có thể là nó sẽ là phân khúc, một là phân khúc thúi trái sầu, phân khúc thứ hai là tháng thư ớt sinh học. Thì đó là hai phân khúc em hướng tới. Thì anh Nguyên về anh coi anh suy nghĩ em. Cái tháng thư là hay lắm. Như vừa rồi ở Đại học Cần Thơ đó, là có hai bạn lấy cái sản phẩm mà Sisa của mình làm cái đề tài thạc sĩ nè. Đối với tháng thư nha, đối với tháng thư xoài và ớt thì sau hai lần phun là khô ngay luôn. Tháng thư xoài là khó lắm. À, với một cái đặc biệt là xoài á, thì khi thu hoạch xong nó hay bị những cái đốm đen á, đốm đen trên cái trái á. Đúng rồi. Đó, cái đốm đen. Đó là cũng là tháng thư luôn đó anh. À. Đó là một trong những cái tố tháng thư luôn. Chính đó. Xác. Dạ. Và ngoài ra là do mình khi mình thu hoạch mình để nó mất cái sức căng bề mặt thì nấm và vi khuẩn nó mốc nó tấn công nữa. Đúng thì, rồi. Thì cái cá của mình làm nó diệt được cái nấm mốc và vi khuẩn. Dưới thu hoạch xong là cái trái của mình nó bảo quản tốt hơn. Đúng rồi. Trái cho nên bảo. Trong quá trình chăm sóc như vậy á, cái lần cuối cùng trước khi thu hoạch khoảng 1 tới 3 ngày mà phun sương thì nó vừa phòng được cái tháng thư đó. À. Và cái nấm mốc với vi khuẩn. Thì hiện tại thì phiên bản Butter Sisa thì chỗ bên nhà sản xuất Tiếp Lô Mã Lai, chỗ anh Phúc Nguyên thì anh cũng làm rất là nhiều phiên bản. Đúng không? Rất là nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi một phiên bản nó có một cái cách dùng và có một cái hướng đi riêng. Thì hầu như chỉ có người sản xuất và người nào hiểu được cái nội dung sản phẩm thì người ta định vị cái sản phẩm đó nó đúng nhất, cái chỗ ngứa gì cho các bạn. Hàng mà Điền Gâu làm thì nói chung cái gì mà Điền Gâu làm tất cả yêu cầu đặc biệt từ nhà sản xuất hết, chứ nó không có gì là nó giống bình thường cả. Thông qua clip hôm nay thì anh em còn băn khoăn cái gì nó của Butter Sisa hay là cách sử dụng Butter Sisa, rồi có tự tin có mua hàng Butter Sisa chưa, ai đã từng mua hàng Butter Sisa và cái hiệu quả anh em thấy có giống như quảng cáo không, hay là nãy giờ hai ông này nói lỏm không, anh em có thể để lại dưới bình luận cho Điền Gâu và chỗ anh Phúc Nguyên cùng đọc. Ha. Ok. Kết thúc clip thì anh em mình bắt tay cái để tỏ một sự hợp tác. Là phiên bản mới không? Là phiên bản mới hiệu quả hơn á. Gửi một lời chào đến khán giả luôn anh. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ, vậy là rồi. Mình sẽ có cái phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt. Dạ. Ok. Và có hai phiên bản đặc biệt, đó là phiên bản Chitosan và phiên bản Butter Sisa luôn. À đúng rồi. Dạ. Thì thông thường người ta hay nói là người mua mới lầm, còn người bán không có lầm. Dạ. Nhưng mà với cái phiên bản đặc biệt này thì mình tin là các bạn sẽ không có lầm, đặc biệt là mua hàng của Điền Gâu. Không có lầm à? Không có lầm. Rồi bye bye. Chào. Okay. Chào khán giả. Xin chào nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ đầu tiên là khi anh em vô cái phần mềm có cái chữ ZL đó, anh em bắt đầu anh em gõ vô đó là từ phân bón Điền Gâu. Anh em chịu khó gõ có dấu ha. Thì khi mà anh em gõ cái từ phân bón Điền Gâu, nó sẽ xuất hiện ra cái từ là phân bón Điền Gâu các loại điền. Khi anh em nhấn vào trong cái link đó, nó sẽ xuất hiện cái từ là quan tâm và nhắn tin. Anh em bấm vô quan tâm cái, rồi sau đó anh em nhắn tin cho bên công ty của Điền Gâu. Đó là cách thiết thực nhất để làm sao có thể dễ mua hàng bên Điền Gâu.